Hôm nay sẽ kể về câu chuyện về Enrico Caruso. Đó là một người ca sĩ mà rất được vào những năm 1930-1940 thì rất được thế giới ưa thích. Và giọng ca này thì khi mà Enrico Caruso mất vào năm 1921 thì hồi 48 tuổi, hàng triệu người buồn rầu vì giọng hát thời đại này đã bạc hẳn từ ngày đó. Ông đã tác vị trong tiếng cổ tay khen ông ở trên khắp thế giới, văng vẳng đến tai ông. Ông làm việc quá sức và bị cảm hàng nghề, nhưng ông coi thường và không thèm chữa. Và sau suốt 6 tháng, ông căng thẳng chống cự với thần chết, trong khi hàng triệu tín đồ yêu ông thì đang cầu nguyện cho ông ra khỏi. Giọng hát mê hồn của Caruso không phải là do trời cho, mà phần thưởng đó là do nhiều năm ông gắng sức kiên nhẫn luyện tập và giữ vững được cái quyết định của mình. Mới đầu giọng ông nhỏ quá, nhẹ đến độ thầy dạy hát phải bảo với ông rằng anh không thể hát được, anh không có giọng, anh hát như gió thổi qua cửa lá sét vậy. Và trong nhiều năm, giọng ông bị vỡ ra và một lần ông bị khán giả tiếp còi. Ít người đã được uống cạn ly rượu thành công như ông. Và là hồi danh thời nhất thì nhớ lại ngày xưa bị thất bại, ông thường đau đớn đến xa lời. Mẹ ông mất khi 12 tuổi và từ đó bất kỳ đi đâu thì ông cũng mang theo một tấm hình của bà cụ. Bà cụ sanh 21 lần và chỉ nuôi được có 3 người con. Vốn quê mùa thì mẹ ông có biết gì khác ngoài sự làm ăn khó nhọc đâu và những nỗi đau khổ. Vậy mà cụ có lên tiếng bảo rằng một người con trai của cụ là sẽ là thiên tài, danh tiếng sẽ vang lừng và không có việc nào ích lợi cho con mà cụ không làm cả. Dù phải hy sinh là rất lớn, Caruso thường khóc và nói rằng má tôi phải nhịn ăn để mua giày dép, đi chân không để tôi có tiền học hát. Hồi ông mới 10 tuổi thì thân phụ ông bắt đầu thôi hẳn và ông vào làm cái xưởng. Mỗi tối thì sau khi làm việc xong, ông đi học đàn. Nhưng mãi đến năm 21 tuổi, ông mới được vui vẻ ca hát và ông giả từ xưởng từ đó. Người ta cho ông hát ở trong một cái quán cà phê và không chịu trả công cho ông đâu, mà chỉ cho ông ăn cái buổi tối thôi. Ông vừa lấy ngay lấy cái cơ hội đó và sau cùng ông được hát ở một cái nhà kịch ở trường ấy. Lần đó mới thực là cái lần may mắn lần đầu tiên của ông thôi. Trong lúc diễn thử thì ông bị kích thích quá, thành thử giọng ông bị bể ra và như màn kính vậy. Ông thử đi thử lại mấy lần nhưng kết quả vẫn chỉ là tai hại, cung cấp nước và chạy về nhà. Lần đầu ra sân khấu thì ông hào hào đến nỗi khán giả phải hít còi phản đối. Lần đó ông chỉ đóng một vài vai trạm để thay thế vai chính thôi. Một buổi tối vai chính thì mình đâu mà không có mặt ở rạp, người ta bảo đi tìm ông khắp đường phố. Nhưng sau cùng thì người ta thấy ông trong cái tiệc rượu say khướt đi. Hay tên thì ông đã chạy một mạch về rạp. Vừa tới nơi thì đã hết hơi, người nắm bùm bùm vì rượu và vì không khí ở phòng thay áo quần. Rồi thì mình đã lớp như quay trong nhóm và Caruso bước ra sân khấu. Ông hát bậy bạ như điên, cả rạp nhao nhao lên phản đối. Sau buổi hát đó, ông bị đuổi. Hôm sau, ông đau lòng quá, thất vọng quá, muốn tự tử. Trong túi chỉ còn mỗi một đồng đủ để mua một chai rượu. Ngày hôm đó, ông nhịn đói và đúng lúc ông ngưng nghĩ đến tự tử cách nào thì có một người nhạc kịch sai tới, đẩy cửa bước vào và la lên: Caruso, về đạp đi. Thính giả không muốn nghe ca sĩ đó hát nữa.
không biết còn nuôi anh ra khỏi sân khấu rồi. Họ la đòi ăn cái gì được. Caruso đáp, đòi tôi, họ không ngờ. Tại sao họ lại đòi tôi? Họ có biết tên tôi là gì đâu mà lại đòi tôi. Họ không biết tên anh thật, nhưng họ bảo cái anh xe rượu hôm qua ra đây thì là anh chứ là ai nữa. Khi Enrico Caruso mất, ông có mấy triệu bạc. Chỉ riêng một việc hát để cho người ta thu thanh vào nữa thôi, ông cũng đã kiếm được 400.000 ai kim rồi. Nhưng vì nhớ lại cảnh nghèo hồi bé, nên ông cần thực ghi hết thảy những chi phí bất kỳ lớn nhỏ một cuốn sổ cho tới khi ông chết. Có lẽ phút vui nhất trong đời là lúc ông được bồng đứa con gái lần đầu. Ông nói đi nói lại hoài rằng chỉ cần đợi khi nào con gái ông lớn một chút chạy lăng xăng trong nhà và mở được cửa phòng mà vô là ông đã mãn nguyện rồi. Và một hôm ở Ý, ông đang đứng cạnh với chiếc dương cầm thì sở nguyện của ông đã được thực hành. Và con gái ông chạy vô, ông cầm nó lên tay, rồi nước mắt tròng tròng. Ông nói với vợ, mình còn nhớ không, anh chỉ mong mỏi được thấy vào lúc này thôi.